Đây là tiếng nói Lát Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 116 của bộ truyện Cầu Ma tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio Thì tập này được mang tên là pho tượng đến từ Hoàng Cung Mọi người xem chuyện vui vẻ nha Xin cảm ơn tất cả mọi người Tô Minh vẻ mặt như thường, từ khi đứng ra đấu với đế thiên thì hắn liệt biết. Cuộc chiến này sẽ cực kỳ gian nan, chẳng những phải đấu với phần thường đế thiên, nếu mà gây chuyện quá lớn thì cấp ảm cũng sẽ ra tay. Thậm chí, trên bầu trời dù vặn vẹo và tan vỡ, nhưng vẫn tồn tại hai cái vòng xoáy trận pháp to lớn, chưa từng tan biến mất, chỉ là hơi u tối như bị che giấu. Nhưng chỉ cần nó tồn tại thì biểu thị cuộc chiến cuối cùng sẽ có người tiên tộc mới giáng xuống thậm chí chỗ đế thiên bản tôn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn phân thân chết hết như vậy. Mặc dù bản tôn không thể đích thân đến, nhưng chắc chắn có cách khác phái người mạnh tới. Những điều này là không thể ngăn cản, bày ra trước mặt tu minh chỉ có một con đường, chính là chiến. Chiến thiên hùng địa ám, chiến nhật nguyệt vô quan, chiến biển máu ngập trời, chiến diệt tiên ngàn vạn. Huống chi Tô Minh biết hiện giờ manh tượng của mình chỉ xuất hiện hai cánh tay, trong cơ thể có xúc động mãnh liệt dường như mình còn có thể mạnh hơn nữa chẳng qua cảm giác mạnh mẽ này dù cương nhưng vẫn không đủ bùng nổ dường như nhiệt huyết sôi trào chưa đạt tới đỉnh muốn khiến cho mình càng mạnh muốn để cho man tưởng xuất hiện càng nhiều thì hắn cần một lần hoàn toàn triệt để bùng phát trong bùng phát trong thông suốt trong chiến đấu và nguy hiểm trung kích tiềm lực bản thân khiến cho cảm giác có thể mạnh thêm biến thành sự thực những chuyện này lúc trước tôi minh vẫn không hiểu hết nhưng khi hắn chiến đấu với đế thiên áo vàng không địch lại, trong điên cuồng và quyết tâm phải giết đế thiên, cảm nhận dấu vết cực kỳ mãnh liệt của trung kỳ manh hùng, cho nên hắn trở thành trung kỳ manh hùng. Bây giờ hắn cần là cảm nhận dấu vết hậu kỳ manh hùng trong chiến đấu vô tận để cho mình trở thành hậu kỳ manh hùng, thậm chí là manh hùng đại viên mãn hay là tu mệnh. Kẻ ngăn cản tu minh ta, cùng tội với đế thiên! trong người tu minh nhiệt huyết đang đốt cháy theo thanh âm truyền ra tay phải hắn nâng lên chập hướng mặt đất trên mặt đất các pháp bảo mạnh mẽ lúc trước tà tông tiên tông đấu với nhau thi triển ra bây giờ hai bên không chiến tranh nữa mà thụt lùi nhưng không cất nó đi bây giờ trong mấy vạn tiên tộc dưới đất huyết kỳ lưng trong tà tông chính là mục tiêu của tu minh ảo ảnh huyết kỳ lưng tản ra bao phủ ngoài người đệ tử tà tông như là bảo vệ nhưng hôm nay tu minh ở giữa không trung tay phải chụp lấy người huyết kỳ lưng rung lên, ngẩng đầu phát ra tiếng gào thê lương. theo tiếng gào, hình ảnh khiến cho đệ tử tà tông hoảng sợ xuất hiện. huyết kỳ lưng chỉ gào lên, thân hình không bị khống chế mà bay hướng bầu trời. mặc dù huyết kỳ lưng là báu vật của tà thị tông, do máu đệ tử tà thị tông tổ thành, nhưng có thể lộ ra ở đức man tộc thì trên người nó có càng nhiều là vô tận tử khí. tử khí sinh ra ở đức man tộc là một trong quy tắc và khí vận đức man tộc bây giờ ở trước mặt tô minh hắn muốn kỳ lưng cho mình sử dụng thì con thú này không thể phản kháng chỉ chớp mắt Huyết kỳ lưng đã bay lên trời nhưng không tới gần thì tay phải tô minh ấn pháp quyết chỉ vào nó huyết kỳ lưng gào thét thê lương thân hình tan vỡ theo nó tan vỡ thật nhiều tử khí bỗng ùa ra ngoài cũng chính lúc này sau lưng tô minh là chính hắc lông tới gần trước mắt hắn cấp ảm nhoáng một cái gần sát tô minh vẻ mặt bình tĩnh giây phút huyết kỳ lưng tan vỡ tay trái hắn nâng lên ấn pháp quyết. Chỉ thấy hứa kỳ lưng tan vỡ toát ra nhiều tử khí, tử khí ở giữa không trung hình thành ấn ký to lớn, đó là thanh minh ấn. Dỡ! Tô Minh nhẹ nói, thanh minh ấn bỗng nổ tung khiến thiên địa chấn động. Trên đầu tù Minh không khí vặn vẹo như có vô tận tử khí dán xuống lao hướng hắn. Lấy hắn làm trung tâm càng quét ra ngoài. Tô Minh ở chính giữa, tóc tung bay, quần áo pháp phới, mắt lộ ra sát khí đỏ rực. Quyết kỳ lân hình thành thanh minh ấn tan vỡ, thì trùng kích mãnh liệt chớp mắt đụng vào sóng gợn đã hạn chế hành động của Tô Minh. Tiếng nổ điếc tai vang lên, toàn thân Tô Minh thả lỏng. Bầu trời thật nhiều tử khí bỗng giáng xuống, khiến chính con hắc long sau lưng Tô Minh bị lan đến. Chỉ có cấp ảm hơi khựng lại, nên đón tử khí trùng kích lao hướng Tô Minh. Y nâng lên tay trái, cách không trưởng hướng hắn, một trưởng nhìn như đơn giản nhưng khi đánh qua thì trước mặt cấp ảm biến ảo vài chục ảo ảnh mảnh thú kỳ lạ chớp mắt xuất hiện rồi lại biến mất một trưởng đã tới gần khoảnh khắc cách không đụng vào nắm đấm của tu minh tiếng nổ kinh thiên động địa càng kịch liệt khóe môi tu minh tràn ra máu bắn ngược ra sau lùi lại gần trăm mét cấp ảm thì hơi lắc người nhưng không lùi lại sắc mặt liên tục thay đổi hiển nhiên đấm đấm của tu minh thêm vào tử khí trùng kích có ảnh hưởng không nhỏ đối với y Tù mình lau máu nơi khóe miệng, đôi mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Máu đang sụp sôi, hắn cảm nhận áp lực từ đối phương càng lớn, thì dấu hiệu đốt cháy trung kỵ manh hùng trong cơ thể mãnh liệt hơn. Người đã muốn chiến, thì chiến! tu mình bay lên trời, phức tay áo, đôi tay man tượng xuất hiện ở hai bên tu mình đánh hướng cấp ẩm. tu mình nhắm mắt, tinh thần vận chuyển, sau lưng biến ảo ảnh. Ảo ảnh đó là thể nguyên thần giờ tản ra nguyên thần cực kỳ hùng hùng toát ra uy hiếp khiến cho mấy vạn tu sĩ bên dưới khi thấy tu minh nguyên thần hiện ra thì giấy lên xung sau ngập trời thậm chí cấp ảm cũng ngẩn ra nguyên thần là vực đặc biệt của tu sĩ tiên tộc cấp cao ở trên người man tộc là không tồn tại nguyên thần đó đó là nguyên thần người đều là man tộc lại có thể tu luyện trong nguyên thần hả chẳng lã tiên man cùng tu việc này nhiều năm trước có người nghiên cứu nhưng mà rốt cuộc phát hiện là không có khả năng tồn tại vậy mà hắn làm được điều này trong tiếng xung sao đôi tay manh tượng tô minh lao hướng cấp ảm bên trong ẩn chứa lực lượng ngay cả y cũng không dám xem thường y không tránh suy nghĩ cái gì khác tay vung quạt ngoài người khối đen điên cuồng sinh ra ở trên người trực tiếp hình thành cái áo giáp đen bên tô minh đôi mắt khép kín nguyên thần lộ ra tay phải giơ lên ấn pháp quyết liên tục biến đổi nhiều lần thi triển cửu biến thuật thần thông của Hồng La, hắn liên tục điểm vào cái đùi phải, sau đó mạnh ngẩng đầu, chân phải đạp xuống một bước. Khoảnh khắc một bước đạp xuống, trời đất như lung lay, chỉ thấy bàn chân to từ bầu trời biến ảo mạnh đạp hướng cấp ẩm. Đây là Man Thần Thức Đạp. Tô Minh liên tục đi ra bảy bước, trên bầu trời sau bước chân thứ nhất thì xuất hiện 6 cái ngày càng cường đại. Bảy dấu chân dung hợp với nhau hình thành một cái đạp xuống, trời đất chấn động con người cấp ảm coi rút lại, y gầm lên, toàn thương khối đen khuếch tán ra ngoài. Sau lưng y lập tức có ảo ảnh biến ra, ảo ảnh rõ ràng là một con có bộ dạng kỳ lạ, đầu có đôi sừng là người mà không giống người như là yêu nghiệt ngoài trời, cao cỡ ngàn mét. Cái bóng ấy ngửa đầu gầm lên lao hướng manh thần thức đạp của Tu Minh. Trong tiếng nổ, Tu Minh vẫn nhắm mắt, không nhìn kết quả cuộc chiến, Hắn không ngừng kích động tinh thần khiến cho dấu hiệu đột phá trung kỳ anh hùng ngày càng mãnh liệt. Sau chín biến, Tu Minh nâng lên tay trái không ứng pháp quyết nữa mà cùng tay phải giao nhau, liên tục biến 10 tư thế khác nhau, mỗi tư thế bày ra khiến cho bốn phía mông lung ngày càng mờ ảo, mãi đến tư thế thứ chín hiện ra thì mông lung thành hư ảo, thấy không rõ bóng dáng Tu Minh nữa. Đây chính là Tu Minh từ truyền thừa Hồng La năm đó ngẫu nhiên có được, nhưng vì huyết mạch cao quý tự tin thượng thông hoàng thức thiên tộc nên xem thường tu hành thuộc pháp này cựu biến thập hóa lôi luật động nhất thập hóa thuật thuật này có thể biến ảo ra thiên địa vạn vật chỉ cần người thi triển và vật biến ra tồn tại liên hệ ví dụ như bây giờ tôi minh thi triển chính biến trong 10 hóa cảm nhận không thể tiếp tục thúc đẩy cuối cùng một hóa từ bỏ tiếp tục tinh thần cùng rắn nhỏ dung hợp một chỗ chớp mắt mấy vạn tu sĩ xôn xao vừa biến mất thì mông lung tăng lên 10 mét trăm mét, một trăm mét, mãi đến ngàn mét. Ngàn mét mông lung hư ảo, không thấy rõ tô minh bên trong, nhưng thiên địa xuất hiện hình ảnh như vậy khiến cho tất cả người trông thấy tinh thần rung động. Cảm nhận nhịp tim không thể khống chế mà đập nhanh hơn. Tim đập nhanh, cưỡng chế làm cho mấy vạn người đều tập trung một tần suất. Vậy là hình ảnh uy nhiếp đủ khiến cho người vô cùng hoảng sợ. Tiếng tim đập thình thịch vang lên, khiến cho mỗi người nghe đều có ảo giác như nhịp tim bản thân mình nhưng mà bản thân nghe sẽ mặt tái xanh phát hiện đó đến từ hư ảo mông lung từ bầu trời ngàn mét. Dường như trong chốn hư ảo có một trái tim, bây giờ mọi người phải theo nó mà nhảy mà cộng minh, nếu không làm theo sẽ vì không phối hợp cùng thế giới mà trái tim tan vỡ. Ngay cả cấp ảm cũng chấn động, khoảnh khắc va chạm với đôi tay manh tượng tu minh, y liếc qua. Nhưng mà khi y liếc mắt, thì trong hư ảo mông lung ngàn mét truyền ra tiếng gầm kinh thiên tiếng gầm không giống con người mà là mảnh thú diệt thế. Nhịp tim của người xung quanh vào giây phút này nhanh hơn. Theo tiếng rống quanh quẩn, hư ảo mông lung chợt tan vỡ, thành vô số đốm sáng dạt ra xung quanh. Trong hư ảo lao ra một con thú to lớn cỡ ngàn mét. Con thú xuất hiện giấy lên xung sau, vượt qua tất cả lúc trước, khiến cho mấy vạn tu sĩ bản năng lùi lại, làm mặt đất hỗn loạn. Trong hỗn loạn, con người cấp ảm coi rút lộ ra vẻ khó tin chú cửu âm có đợi là chú cửu âm tu minh đó chú cửu làm sao thực hiện được chứ hắn có một vật nuôi là chú cửu âm sao đây không phải là vật nuôi đâu chính là tu minh là hắn biến trở thành chú cửu âm á không lẽ bản thân của hắn Là chú cửu âm hóa thành hình người sao trong tiếng xôn xao chú cửu âm ngàn mét ở trên trời cái đầu đó là khuôn mặt của tu minh hắn nhắm mắt không nhúc nhích thân hình trắng to ở không trung khuấy động đầu rắn chút cửu âm dưới đầu tu minh ngửa đầu mà gầm lên. Thanh âm tràn ngập lập tức nhiếp hùng, khiến cho tất cả người nghe tinh thần hoảng hốt phút chốc sinh ra ảo giác, không thể khống chế. Cùng lúc đó, chút cửu âm lao hướng cấp ảm, khi tới gần nó, nó mạnh mở mắt ra. Theo mắt của đầu rắn mở ra, thì đôi mắt của tu minh cũng mở ra. Lực nhiếp hồn bùng phát vô số lần, đây thực sự là lực nhiếp hồn chút cửu âm. Thiên địa vào giây phút này mất sắc, dường như đều trở thành hư vô, chỉ có đôi mắt chút cửu âm là ánh sáng duy nhất trên thế giới này. Cường đại như cấp ảm mà trong giây phút này cũng kiềm không được tinh thần hoảng hút. Mặc dù nó chỉ cỡ có vài giây, nhưng khi y tỉnh táo lại thì ngoài người, đôi tay manh tượng đã tới gần rồi. Còn chưa chính yếu, trọng điểm là thân hình chút cửu âm không ở trước mặt y mà là sau lưng. Xé gió lao hướng đế thiên áo vàng, vẻ mặt đang mờ mịt hơi chật vật kia. Cấp ảm còn người coi rút, không chút do dự nâng lên tay phải mạnh vỗ thân thể y không thể để cho phân thân đế thiên chết nữa ít nhất không thể chết trong tay tô minh lấy tu vi như y đã sớm thấy ra tô minh không thích hợp trên người hắn tồn tại chấp niệm cường đại chấp niệm đó là giết đế thiên mỗi giết một đế thiên là chấp niệm sẽ kích động tô minh sẽ mãnh liệt khiến cho hắn hấp thu lực lượng thiên địa làm tu vi theo đó mà bùng nổ các ảm biết rõ nếu đế thiên áo vàng bị tô minh giết thì e rằng hắn lập tức sẽ trùng kích hậu kỳ man hùng thậm chí rất có thể bước vào hậu kỳ manh hùng. Bây giờ tay phải y vỗ vào người, thân hình vặn vẹo như sắp tách trời, sau lưng y có ảo ảnh chồng chất như là muốn tách ra một phân thân. Nhưng phân thân vừa mới lộ ra thì Tô Minh hóa thân thành chút cửu âm mạnh ngoái đầu, phát ra tiếng rống ngập trời hướng cấp ảm. Tiếng rống là chút cửu âm đang gầm, cũng là man thần rống. Tiếng rống ẩn chứa cửu biến thảm hóa lôi luật đồng nhất mà Tô Minh hiểu. Trong thần thông truyền thừa của Hồng La, lôi luật đông nhất như lập tức thi hành. Nếu mà tiếng rống vang thì trời đất mất sắc. Tiếng rống ầm vang làm cho người cấp ảm khựng lại, từ chỗ Tô Minh bay ra một con mắt, con mắt ở giữa không trung trướng phình lên, hình thành một tử hình nhãn tàn ẩn chứa lực phong ứng. Tiếng rống, phong ứng, nhíp hùng, đôi tay manh tượng, manh thượng đạp, tất cả Tô Minh thi triển ra vì mục đích là chặn lại cấp ảm. Bây giờ hắn đã thành công, vì phút cấp ảm bị vây khốn, thì tu minh hóa thân thành chút cửu âm mang theo điên cuồng sát khí thù hận há to cái miệng mạnh hút đế thiên đang vẻ mặt mờ mịt bầu trời âm u đế thiên chết trời đất vào giây phút này không còn ánh sáng bóng tối thay thế mọi thứ khi ánh sáng lại xuất hiện khi tối tăm dừng tán đi mấy vạn tu sĩ thụt lùi lại thật xa họ thấy trong thế giới không còn chút cửu âm cũng chẳng còn đế thiên áo vàng nữa Tồn tại ở giữa không trung, chỉ có Tô Minh mệt mỏi, nhưng đôi mắt toát ra ánh sáng mãnh liệt. Tuy thập hóa thuật là mạnh thực, Tô Minh có thể kéo dài càng lâu, nhưng mà rắn nhỏ không thể chịu nổi các loại biến hóa sau khi dung hợp ý thức cùng Tô Minh. Vậy nên, nút sống đế thiên rồi, Tô Minh từ bỏ thập hóa thân. Hắn đứng ở giữa không trung, bốn phía khoảnh khắc tĩnh lặng. Hắn ngửa đầu phát ra tiếng gầm, không biết đã áp lực bao nhiêu năm. Năm đó đứng trước mặt Tô Minh, phân thân đế thiên thứ nhất tựa như thiên uy đã chết, Trình tử hải làm tu minh chính chết một sống phân thân áo tím cực kỳ cường đại bây giờ cũng đã chết rồi phân thân thứ ba cũng là mạnh nhất đúc cháy bản thân bùng phát ra thuộc mạc nhược phi thăng hơn cả tu vi hai phân thân trước nữa phân thân áo vàng cuối cùng bị nuốt ngọn núi đè trên người tu minh nhiều năm qua giờ đã sụp xuống cảm giác tự do sinh ra trong lòng hắn nhưng hắn hiểu còn chưa kết thúc phân thân đế thiên có tổng cộng bốn cái còn cái cuối cùng nữa tiếng gạo như rút ra áp lực trong lòng tô minh bùng phát nổi hận với đế thiên tiếng hú quanh quẩn tám phương rơi vào tai của tất cả tiên tộc rung động tâm thần cấp ảm vẻ mặt cực kỳ âm trầm y trơ mắt nhìn tô minh nuốt đế thiên áo vàng trước mặt mình mà không thể ngăn cản giờ nhìn thấy khí thế của hắn tăng ngùn ngụt theo khí thế tăng lên bùng phát tu vi càng mạnh tô minh cảm nhận dấu vết đột phá trung kỳ manh hồn đã mãnh liệt đến cực hạn hắn cảm nhận rõ ràng đột phá tồn tại cảm giác hậu kỳ anh hùng chỉ cần một ý nghĩ của hắn hắn cúi đầu ánh mắt tập trung vào mặt đất xung quanh đó không có một tu sĩ đó là cái chỗ quan tài kia khoảnh khắc tu minh nhìn hướng quan tài thì bên trong phát ra tiếng nổ trầm đục dường như có nắm đấm đánh vào cái nắp quan tài khiến cái nắp nứt ra thanh năm không ngừng xuất hiện nắp quan tài nứt ra ngày càng nhiều cùng lúc đó tu vi vượt qua đế thiên áo vàng có thể ngang hàng với cấp ảm đang dần tỏa ra Xem ra lúc trước Đế thiên Âu vàng biểu tình dở ý Trong lời nói thì phân thân vốn chỉ có ba thôi Cái thứ tư hiển nhiên là trong manh tộc tạo ra Tụi mình ánh mắt phức tạp Hắn nghĩ đến vị trí quan tài Nghĩ đến thiên lam đạo lộ ra gần trăm vua chiến hùng của đại sư Huynh Càng cảm nhận người trong quan tài tỏa ra hơi thở có chút quen thuộc Quen thuộc này làm tim tu minh rung lên Làm cho lúc trước hắn giết phân thân đế thiên máu sụp sôi bây giờ biến mất Là Huynh sao? Tụi mình nhắm mắt lòng rung lên hóa thành bi thương cực kỳ thống khổ, quen thuộc này sao hắn quên được, quen thuộc đến từ cửu phong. Như nhận ra cảm xúc dao động từ chỗ tô minh, cấp ảm không dám đối kháng tử hình nhãn tàn thuộc nữa. Nhờ mắt liếc tô minh, rồi đưa mắt nhìn quan tại dưới đất, mắt lóe tia sáng âm u. Y biết rõ phân thân đế thiên tổng cộng chỉ dán có ba cái, vậy cái thứ tư này khá thú vị đây. Ý niệm khống chế cách giới, <laughs> Đế thiên à đế thiên Ngươi vì khống chế túc mệnh Có thể nói là tốn rất nhiều tâm huyết đó. Nếu phương thân này lại chết Thì e rằng đối với ngươi là tổn hại nặng thực sự phương thân này Nhìn vẻ mặt của tô minh không lẽ là người quen sao <laughs> Thú vị thú vị đây Khóe môi cấp ảm công lên Nụ cười ngày càng lớn Mấy vạn tu sĩ xung quanh đều thấy ra tô minh khác lạ Trên người hắn trầm mặt và đau thương Không thể che giấu Ánh mắt phức tạp nhìn quan tài Ngày càng nhiều người thấy ra quan tài đó là là vật của đại diệp tiên tông không lẽ liên quan đến đế thiên đại nhân hả tiếng xì xầm khẽ vang lên trong cõi trời đất tĩnh lặng tôi minh khác lạ khiến cho ánh mắt của mọi người đều tập trung vào quan tài tiếng ầm ầm vẫn liên tục vẫn trầm đục không dứt nắp quan tài nước vỡ càng rộng mỗi một tiếng vang đều có không ít vụn gỗ bắn ra trừng khe hở khuất tán giao nhau lại một tiếng nổ một nắm tay đánh vỡ nắp quan tài lộ ra trong mắt của mọi người có thể thấy ra đó là nắm tay của người đàn ông. Xuyên thấu qua quan tài, nắm tay chậm rãi thuộc về, lại phát ra tiếng nổ. Quan tài lay động dữ dội, lần này là hai nắm tay đâm xuyên qua cái nắp quan tài. Tô Minh biểu tình càng bi thương, ngơ ngác nhìn nắm tay trong quan tài. Cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt, mạnh đến khiến cho tim hắn đầu nhói. Tiếng trầm đục kịch liệt truyền ra, chỉ thấy nắp quan tài bùm một tiếng rồi vỡ vụn. Có nhiều sương khối tuôn ra khỏi quan tài, tu vi cường đại khuếch tán tám phương, theo đó sát khí ngập trời dâng lên khung trời, vòng xoáy lấy quan tài làm trung tâm càng quét bốn phía. Trong cái vòng xoáy, một thân hình cao to dựng bước ra, thân hình ẩn trong sương khối không thấy rõ ràng, nhưng khi tu minh nhìn thấy thân hình ấy, thì lòng đã có suy đoán, vẫn như bị ngọn núi đè ép lão đảo lùi vài bước, mắt đỏ rực, biểu tình đau thương sắp phát cuồng. Giờ phút này nỗi hận với đế thiên càng mãnh liệt hơn trước, đã hơn cả mức không đội trời chung rồi hắn nhìn trong sương khói thân hình dần rõ ràng bước ra tù mình khóc hắn rất ít khóc thậm chí có thể nói năm đó rời khỏi ô sơn ở đất nam thường xa lạ hắn từng im lặng chỉ khóc trong lòng chứ chưa từng rơi lệ bởi vì a công đã nói với hắn rằng con trai có thể đổ máu nhưng không được chảy nước mắt đây là lúc hắn còn nhỏ xíu a công hiền lành nói như vậy hắn luôn nhớ kỹ nhưng hôm nay nhìn thân hình kia tù mình rơi nước mắt. Nhưng lệ chảy trong lòng chứ không phải trên mặt, không ai thấy hắn khóc cả. Đại sư Huynh! Tù mình nhìn thân hình rõ ràng, thế giới trong mắt hắn biến mất hết. Chỉ còn lại bóng dáng cao to đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn mình. Nửa thân thể để trần lộ ra thân hình vạm vỡ. Làn da có độ án phụ văn cực kỳ phức tạp phủ lên thân hình. Trên da thịt lộ ra một nửa ra ngoài. Màu da là màu tím, mặt trên có nhiều vết sẹo, từng vệt tuy rằng đều khép lại nhưng có trực tiếp xuyên thấu qua người có thể thấy ra dù khép lại thì cũng là vết thương gần mấy năm nay không quá lâu tù mình trông thấy vết thương đầy người này nhìn như là trông thấy đến đại sư huynh khi ở đông hoang đại lục lần lượt đi tìm sư phụ sư đệ tìm người thân thuộc về cửu phong cái loại điên cuồng bất chấp tất cả đại sư huynh đi chân trần đứng trên đất cát đứng thẳng tắp không hề gấp khúc như đại biểu ý chí của y y không có tóc đồ trọc đỉnh có chín cây kim thiết đâm vào khuôn mặt không còn là bộ dạng trong ký ức của Tu Minh, dịu tan thương hơn. Có một vết sẹo hình chữ thập xuyên qua trán và hai tay, rõ ràng thấy đó không phải vết thương chiến đấu mà bị người ta từng chút một rạch ra, không thể khép lại. Không biết thi triển thủ đoạn gì mà khiến vết sẹo toát ra từng đợt tử khí, như hòa hợp với phù văn trên người Đại sư huynh, làm bộ dạng của y không còn dịu dàng giống trong ký ức của Tu Minh nữa cánh tay phải của đại sư huynh xỏ xuyên qua một cái mốc to vì bàn tay phải đã biến mất cái mốc này thay cho tay phải của y cánh tay trái hoàn hảo nhưng mặt trên gồ gân xanh có vô số mắt máy như bên trong tồn tại một số vật quái lạ gì đó tô minh nhìn đại sư huynh trong đau thương buồn rầu phát ra tiếng rống thê lương kinh thiên động địa đôi mắt dần dần chảy ra máu hắn không thể rơi lệ nhưng có thể chảy máu tôi mình biết đại sư huynh là người không giỏi về biểu đạt ngôn từ thậm chí là hơi chân chất, y quan tâm luôn là vô hình, không cần báo đáp. Cho nên người có lẽ không phát hiện ra, có lẽ cảm nhận không sâu, nhưng sự quan tâm kia ở khắp mọi nơi. Như ban đồ khi tu minh ở cửu phong tĩnh tâm, tử sai đến mặc dù nói là nhị sư huynh ra tay, nhưng ánh mắt lúc đó của đại sư huynh tập trung vào người tử xa. Y không cho phép người ngoài khi dễ sư đệ của mình. Mãi đến khi nhị sư huynh ra tay thì y mới thu lại tầm mắt. Như cuộc chiến quỷ đại bộ lạc, Cửu Phong điều ra mặt, Đại sư huynh vì không yên lòng mà lấy ra vu hùng, ra lệnh dù vu hùng chết cũng phải bảo vệ an toàn cho mấy người sư đệ. Cửu Phong như nhà, Đại sư huynh như người anh cả. Đại sư huynh, người Tu Minh trung bần bực, điên cuồng bùng nổ trong người hắn. Tiểu sư đệ nè, người vừa mới lên núi, đáng tiếc là sư huynh không thể xuất quan được, phải chờ thêm vài năm nữa mới được. Vậy đi ta tặng cho ngươi món này đi hộ thân nha Đây là ký ức lần đầu tiên tu minh chính mắt thấy đại sư Huynh Ánh mắt dịu dàng, lời nói ấm áp khiến hắn không thể quên Tiểu sư đệ, chuyến đi du tộc này nguy hiểm khó đoán Sư Huynh tặng nô này cho ngươi, tên của nàng là Pháp Tán Đây là trước khi tu minh rời khỏi cửu phong đi chiến trường vu tộc Thì đại sư Huynh nói Thanh âm kia quan tâm làm sao tu minh có thể nào quên được Tử tiểu sư đợi nè, ta nói cho người biết à, đại sư huynh nó quanh năm bế quan, chỉ có mỗi lần ngày dạng cổ nước tạo mới xuất quan thôi, lần nào cũng gây ầm mỹ lớn hết. Dù ngươi có uống nhiều rượu cỡ nào cũng bị hắn đánh thức thôi à. Tiếng la vậy nè, ta đốt cổ xuất quan rồi. Ngươi mà nghe xong á, là sẽ bị lăn qua lộn lại phiền chết luôn á. Ngươi có thể xem hắn thành con đùa, suốt ngày ngủ, khi tỉnh nó ngáp một cái rồi ngủ tiếp à. Đây là hữu tử miêu tả đại sư huynh. Đại sư Huynh như anh cả của chúng ta có thể đứng trước mặt chúng ta che mưa chắn gió. Đây là nhị sư huynh trong một lần nói chuyện với Tô Minh, nhìn chân núi rồi khẽ nói. Trong đầu Tô Minh từng hình ảnh hiện ra, mắt Tô Minh chảy máu, giọt máu đỏ thẫm là lòng Tô Minh điên cuồng rít gào tạo thành. Đó là bùng phát sát khí ngập trời và đau xé tim. Tô Minh nhìn gã đàn ông bước ra khỏi cái vòng xoáy trước mắt như mơ hồ. Đại sư huynh này đôi mắt ngơ ngác không còn chút ánh sáng, nhưng trong ngơ ngác có ảm đạm tựa đã chết thân hình thì bùng phát khí thế đủ đấu với cấp ảm. Hiển nhiên là thủ đoạn đế thiên chuẩn bị vì cấp ảm. Đoàn sát thủ cho lựa chọn quyền nắm đông hoàng tháp. Tụi Minh và Đại sư Huynh ánh mắt giao nhau, mắt hai người tập trung nhìn nhau. Tụi Minh vẻ mặt đau thương, Đại sư Huynh chết lặng. Ánh mắt giao nhau đã không còn sung sướng ngày trước ở cửu phong nữa. Có chỉ là xa lạ tha hương. Đế thiên! tụi Minh ta đời này nhất định giết lên tiên tộc! khiến cho người chịu đựng nỗi thống khổ nhất trong thiên địa này Nếu không làm được điều này Thì Tô Minh ta tự đây trầm luân hoàng tuyền Hồn phi vách tăng. Tô Minh chảy huyết lệ ngửa đầu phát ra tiếng gào kinh thiên động địa Trong tiếng hét ẩn chứa điên cuồng và thù hận Khiến cho người nghe mà kinh Khoảnh khắc hắn phát ra tiếng rống Đại sư Huynh trên mặt đất vẫn là khuôn mặt chết lặng Nhưng nhấc chân phải đạp xuống Vọt tới trước mặt Tô Minh Tốc độ rất nhanh vượt qua thuấn di khoảnh khắc y xuất hiện, bàn tay tu minh nâng lên. Nhưng mà từ hơi thở quen thuộc vã máp của ngày trước và thấy vô số vết sẹo trên người đại sư huynh, hắn rất khó ra tay. Một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng vang vọng, tu minh học máu liên tục lùi hơn 10 mét, tay phải nâng lên cuối cùng không phản kích mà chặn lại, cứng rắn chặn nắm đấm từ đại sư huynh. Nắm đấm này càng khiến tu minh tim bị xé rách, sự quen thuộc là hơi thở vô tộc đại sư huynh là hậu duệ cửu lê vu tộc toàn thân tỏa ra dao động thuộc về vu tộc dao động tản ra sau lưng đại sư huynh xuất hiện một vu tượng to lớn đôi tay vu tượng ôm đại sư huynh tù mình thấy vết sẹo giống hệt xé rách giống hệt vù văn giống hệt vu tượng cũng là hình dạng đầy vết thương nhưng chẳng hề lộ ra yếu ớt ngược lại dạt vào sức sống nhưng tù mình cảm nhận được sức sống đó là đốt cháy nó đang đốt cháy sinh mệnh đại sư huynh thúc đẩy ra tượng vu tộc Tu Minh Mạnh ngẩng đầu, biểu tình đau thương nhìn Đại sư Huynh. Tay phải hắn rung rung nâng lên, nói cho mình, Đại sư Huynh đã chết rồi. Chỉ có hắn ra tay, đuổi đi ý thức đế thiên mới khiến Đại sư Huynh có một đường sự sống. Nhưng lời này ngay cả chính Tu Minh còn không tin được. Khi tay phải Tu Minh hoàn toàn nâng lên, rung rẩy bấm ấn ký, thì bỗng một giọng nói dịu dàng vang vọng bên tai Tu Minh, thốt ra từ miệng Đại sư Huynh. Tiểu sư đệ, đã nhiều năm chúng ta không gặp rồi thanh âm kia hơi cứng nhưng rất dịu dàng là giọng của đại sư huynh trong ký ức thanh âm xuất hiện làm tay phải của tu minh rung lên làm tim hắn nhói đau huyết lệ chảy càng nhiều mắt nhìn qua thanh âm quen thuộc làm tu minh như trở lại cửu phong hắn biết đây là giả hắn biết chứ nhưng có một số việc dù biết rõ ràng nhưng vẫn sẽ nhìn sẽ nghe vì đó không phải động tác thân thể mà là tim do thân tình thúc giục Vậy phút tu minh nhìn y thì đại sư huynh mạnh ngưỡng đồ đôi mắt tối tăm lóe tia đỏ. Cửu lê di trạch, huyết uyên cấm chú. Toàn thân y nổi gân xanh, thường hình thành bốn, năm mảnh, hóa thành biển máu vọt tới, bỗng biến mất. Hắn không phải đế thiên, là đại sư huynh. Tu minh thì thào, khóe miệng còn động máu. Trong người đau đớn là do một kích mới nảy của đại sư huynh tạo thành. Nếu đối phương thi triển là thần thông của đế thiên Thì tu minh còn sẽ nói cho mình Trước mắt không phải đại sư Huynh Là phân thân đế thiên Nhưng đại sư Huynh thi triển là thần thông vô tộc Là cửu lê thuật Tất cả điều này làm tu minh không thể ra tay Hắn không thể ra tay với đại sư Huynh Xem như là anh cả được Trùng tiếng cười thảm, xung quanh Tô Minh mới nảy biển máu biến mất bỗng hiện ra. Tiểu sư đệ, nói cho ta biết, mấy năm nay ngươi đi nơi nào vậy? khi biển máu biến mất giọng chích lặng của đại sư huynh lại vang vọng làm tô minh cười thảm toàn thân tràn ngập bi thương không thể hình dung trong bi thương hắn không né tránh mặc kệ đại sư huynh tràn ngập bốn phía biển máu ngưng tụ thân hình mình chớp mắt bao phủ một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng tám hướng biển máu lại hóa thành hình người đại sư huynh đứng ở giữa không trung tô minh tựa dịu đứt dây bắn ra sau miệng học máu toàn thân các vị trí đều phun máu mặt tô minh trắng bệch liên tục lùi mấy trăm mét mới miễn cưỡng đứng vững hắn cười thảm nhìn đại sư huynh vết thương của hắn càng nặng nhưng lúc này đại sư huynh lại lần nữa lên tiếng tiểu sư đệ nè tu vi của ngươi như vậy thì làm sao đi tìm sư tôn làm sao tìm nhị sư huynh của ngươi chứ đại sư huynh tiến lên một bước tiếng nổ vang trước mặt tô minh tô minh lại học máu lại bắn ngược nếu không phải thân hình hắn đủ mạnh thì bây giờ đã sớm tan nát mà chết rồi nhưng dù là như vậy thì thân thể rất đau đớn. Tô Minh lau máu nơi khóe miệng. Đau thương không phải ở thân thể mà là tâm hồn. Nhưng giờ hắn không thể không nâng tay lên, cực kỳ bi thương định phản kích. Còn nhớ lần ở quỷ đại bộ lạc cửu phong, chúng ta cùng ra tay hay không? Giọng đại sư Huynh vang vọng. Tô Minh rung rung. Còn nhớ trước kia khi ngươi đi chiến trường ta tặng cho ngươi du hồn không? Câu nói này của đại sư Huynh như gần bên tai Tô Minh theo đó là tiếng nổ ngập trời. Tu Minh lại rút lui, toàn thân đẫm máu, nhưng máu chảy nhiều hơn cũng không thể che đi nỗi đau ở trong lòng, không che giấu tràn ngập bi ai. Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả người tiên tộc phức tạp nhìn trận chiến, họ thấy ra Tu Minh lạ lùng, thì có đoán ra người từ quan tài bước ra, chắc chắn có quan hệ rất đặc biệt với Tu Minh. Đại sư huynh thốt ra từ miệng Tu Minh, rồi còn xưng hô Tu Minh là tiểu sư đệ, càng chứng minh suy đoán của họ. Thiên Lâm Mộng ngơ ngác nhìn đại sư huynh ở trên trời, nhìn Tu Minh cắn môi dưới vẻ mặt mờ mịt. Mãi đến trước tại biến Đông Hoang, cô mới biết mình có huyết mạch tiên tộc, điều này làm cô trong thời gian dài rất im lặng, lòng phức tạp và mờ mịt không ai hiểu. Khi cô dần chấp nhận thân phận của mình, lắng nghe, thấy tiên tộc không giống như man tộc, mặc dù man tộc có tranh đấu gay gắt, nhưng so với tiên tộc thì kém rất là xa. Người tiên tộc tàn nhẫn và nhiều thủ đoạn, ví dụ hình ảnh bây giờ. Giết chóc giữa sư huynh đệ e rằng đế thiên đã đoán được, cũng vui vẻ nhìn thấy. Đại sư huynh! Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng rống. Hắn nói cho mình thanh âm là chích lặng. Lại còn tự nhủ rằng chỉ cần hủy diệt thần thức đế thiên là đại sư huynh có thể trở về. Nghĩ như vậy, Tô Minh lần lượt bảo với mình, khiến cho hắn gầm rống tiến tới một bước. Một bước này hắn rơi lệ, tay phải ấn pháp quyết, lập tức sau lưng xuất hiện đôi tay manh tượng lao hướng đại sư huynh Lần này đại sư Huynh không né tránh mà quái dị đứng tại chỗ không nhúc nhích. Khiến đôi tay manh tượng tu minh tới gần thì... Tiểu sư đệ, giết ta đi! Tiểu sư đệ, ta là đại sư Huynh của ngươi. Tiểu sư đệ, ta bị đê thiền khống chế, chỉ có thể phản kháng y trong giây lát thôi. Giết ta đi, kiếp sau chúng ta lại làm đồng môn. Dòng đại sư Huynh có vẻ xúc ruột, xen lẫn đau thương, làm tu minh trong một giây cứng rắn ngừng lại, nhưng mà giây phút hắn ngừng lại thì đại sư Huynh mạnh mở mắt ra. Bên trong thi dạy và tối tâm cùng với miệng thốt lời khiến Tô Minh hiểu ra tất cả là giả. Tiểu sư đệ giết ta! Đại sư Huynh trong miệng nói như vậy nhưng bước chân thì lao tới gần, đập vào đầu của Tô Minh. Trong tiếng nổ Tô Minh thụt lùi, trên mặt xuất hiện ảo ảnh thập tự. Ảo ảnh thập tự giống hệt khe nứt trên mặt của đại sư Huynh vậy. Giờ nó xuất hiện trên mặt của Tô Minh như là hởm sâu vào trong máu thịt hắn ăn mòn cực nóng nhanh chóng xuất hiện nhưng tụi mình không chút để ý đau đớn này hắn nhìn đại sư huynh nhìn trong đôi mắt chết lặng và ảm đạm tụi mình nhắm mắt lại khi mở ra thì đau thương bi ai giấu sâu trong lòng lộ ra phức tạp hiểu ra là chua xót với đời người đại sư huynh ta hiểu rồi tụi mình nâng lên tay phải chỉ hướng bầu trời mang theo bi thương thể xác và tinh thần giống lên hậu kỳ man hùng mở Tụi mình khàn cả giọng mà gào lên Trút ra vô cùng áp lực trong lòng Là ta không đủ cường đại Nếu ta có sức mạnh thì đế thiên không dám làm như vậy Là tu vi của ta kém cỏi xa cường giả Nếu không thì đã có thể chặt đứt ý thức giữa đế thiên và đại sứ huynh rồi Tất cả đều bởi vì ta quá yếu Ta phải mạnh hơn khiến cho mình mạnh vô giới hạn Ta phải thành cường giả chúa tể vận mệnh của chính mình Tụi mình rít gào trong lòng Đôi mắt tràn ngập tơ máu khí thế bùng phát ra đây là tiếng thét gào với vận mệnh là gầm rống với đế thiên. Dị tượng thiên địa man hùng chưa biến mất, vẫn tồn tại, tạo hóa của tô minh chưa chấm dứt. Hắn có thể biến mạnh hơn nhưng cần kích động kích phát ra. Cuộc chiến với cấp ảm chưa đủ kích động, một đế thiên áo vàng khiến kích động đạt đến trình độ rất cao. Thêm vào đại sư huynh xuất hiện, vận mệnh lựa chọn, làm tu minh hiểu ra thật nhiều. Sống ở trên đời có một số việc không chịu mình khống chế, như đại sư huynh, như là chính hắn, đây có lẽ là một loại mệnh. Muốn đánh vỡ mệnh thì cần lực lượng, thế mới tự nắm giữ được. Chỉ có thể khiến bản thân không ngừng mạnh lên để cho mình thành chúa tể tất cả mới khiến cho chuyện như vậy không xuất hiện lần thứ hai. Đây là mệnh. Tù mình trong chùa sót biết mình hiểu một chữ mệnh sâu hơn, nhưng cái giá quá lớn lao, hắn thà không cần. Khi khí thế của tù mình bùng phát, tu vi trung kỳ manh hùng không ngừng leo thang, dấu hiệu hậu kỳ manh hùng lộ ra phạm vi lớn thì thân thể của đại sư Huynh bị đẩy ra. Tu Minh chậm rãi nâng lên tay phải vung hướng bầu trời. Thở cửu phong cảm ngộ tĩnh tâm, từ nay hiểu rõ lực lượng của gió, dùng phong tinh thành phong manh. Tu Minh thì thào, vung tay một cái thì trời lại nổi sấm, lại thấy cầu vòng, càng thêm mênh mông thật nhiều. Vô biên vô hạn phủ trùm cả bầu trời, mang trời vặn vẹo chớp mắt thành nhăn nhúm, cho người ta xem thị giác đứt gãy, trong tiếng nổ, mang trời lần đầu tiên có tiếng vù vù như có người đang thét gào, dường như đang nói cái gì đó. Nhưng cách mạng trời vặn vẹo làm cho người ta thấy không rõ. Nhưng dù là như vậy, chỉ là mới bắt đầu trung kích hậu kỳ manh hùng. Uy nhiếp và kỳ lạ trong thiên địa đã vượt qua sơ kỳ, trung kỳ manh hùng lúc trước rồi. Đã định hậu kỳ manh hùng lần này, cảm giác hùng hồn trước này chưa từng có. Đã định hậu kỳ manh hùng lần này trở thành người chính mắt thấy, trong tinh thần một luồng sáng rực rỡ nhất. Lấy tù minh ta ngưng tụ phùng man man tộc xuất hiện thành âm tù minh khuếch tán ra trời đất ầm vang ngoài người hắn bỗng xuất hiện vô tận cuồng phong gió rít gào lao hướng chín tầng trời trời đất chấn động làm cho người chú ý phương xa ngoài đông hoang đại lục vô tận tử hải giữa nước biển sụp sôi như có vô số nổ lông thét gào trong biển cuốn nước biển dậy sóng ngập trời như là toàn tử hải sôi trào sâu trong tử hải cách nước biển không thể đo độ có một nơi gần như không ai biết đến ở đó rất nhiều năm trước từng là một khối đại lục nhưng nay trở thành thế giới băng giá nguyên thành trì bị đóng băng dưới đáy tử hải phát ra từng đợt khí lạnh làm nước biển càng tới gần chỗ đóng băng sẽ càng lạnh lẽo thành băng có vô số lậu cát vô số đại điện giờ trong tĩnh mịch có thể thấy trong thành có một tí đàn cao cao trên tí đàn một ông lão đóng băng khoanh chân ngồi trước mặt ông lão là khối xương thú dài. Nơi đây là Đại Ngu Hoàng Cung. Vạn năm tháng yên tĩnh, dường như chỉ có Tô Minh từng ngẫu nhiên đến đây. Trừ hắn ra thì hình như không còn ai đến quấy rầy Đại Ngu Hoàng Cung đang ngủ say. Nhưng bây giờ Tô Minh ở trên Đông Hoang Đại Lục thúc lời triệu hoán phong man. Đấy tử hải yên tĩnh, bên trong Đại Ngu hoàn thành đóng băng. Đại điện cao ngức phía bên phải Hoàng Cung bỗng phát ra khí thế cường đại, khí thế xuất hiện đánh vỡ bình tĩnh vạn năm nơi đây. Theo khí thế bùng phát, tiếng nổ vang vọng trong đại ngu hoàn thành. Chỉ thấy nguyên đại điện chớp mắt tan vỡ thành mảnh vụn tứ tán, lộ ra bên trong một pho tượng to lớn cỡ hơn 10 mét. Pho tượng kia nhìn như bình thường, nhưng ngoài người tồn tại vô tận gió nhẹ. Gió càng mãnh liệt đến khi tác động toàn tử hải, hình thành cái vòng xoáy to lớn trên mặt biển. Vòng xoáy chuyển động, pho tượng rung lên vọt lên trời, biến mất trong cái vòng xoáy tử hải khoảnh khắc pho tượng biến mất trên đông hoang đại lục tu minh nâng lên tay phải chỉ một cái lời nói vừa kết thúc lập tức thiên địa ầm vang chỉ thấy trên màn trời có một vệt sáng từ phía xa lấy tốc độ không thể hình dung nhanh hơn tu minh rất nhiều chợt tới gần tiếng gió dấy lên đủ xé rách tất cả bao gồm cả thiên địa bao gồm nhiều người trong mấy vạn tu sĩ được tan vỡ trong tiếng gió sắc bén này pho tượng khổng lồ xuất hiện trên đầu tu minh pho tượng đó mới nảy dưới tử hải cung điện sụp đổ lộ ra. Lực lượng gió phát ra từ pho tượng, dẫn động tất cả gió nguyên đức man tục, chớp mắt tụ tập lại. Trời đất biến đổi, gió mây cuồn cuộn, hình ảnh này dẫn đến rung động, làm cho thế giới biến tĩnh lặng. Pho tượng không nhúc nhích trôi nổi giữa không trung, nhưng chẳng biết tại sao đám người nhìn đều có ảo giác pho tượng mặc dù không sống, nhưng cho người ta cảm giác đang bái tô minh. Khi cảm giác này tồn tại trong lòng mỗi người thì họ trợn to con mắt, hoảng sợ nhìn pho tượng kia. Pho tượng đang chậm rãi nâng đôi tay lên, chắp tay hướng tù minh, bỗng quỳ lại. Cảm giác hoàn mỹ đó tựa như pho tượng vốn nên làm như vậy, như là pho tượng được làm ra thì nó hành động như vậy. Lôi, năm đó ta dùng xảo thuật lừa ngươi, đạt được nửa khối lôi tinh dung hợp vào người, khiến cho mình trở thành lôi banh. Hôm nay tu minh ta không cần nửa khối kia, lấy nửa khối của mình làm dẫn, lôi manh man tục xuất hiện. Tô Minh vung tay áo, người phát ra vô tận sấm sét. Sấm sét đánh hướng tám phương, hình thành điện quang hình công cuốn khung trời. Dưới đáy tử hải, đại ngu hoàn thành đóng băng, một cái đại điện hướng khác của hoàng cung bùm một tiếng, bị vô tận tia chớp đánh vỡ, truyền ra tiếng sấm, khiến nguyên tử hải sôi trào, có nhiều tia chớp trong nước biển điên cuồng lan tràn, khiến tất cả mảnh thú trong nước hét thê lương, điên cuồng né tránh. Cùng lúc đó, theo đại điện sụp đổ, một pho tượng tràn ngập tia điện lộ ra pho tượng trong sấm sét đùng đùng chớp mắt xương qua tử hải lao ra khỏi mặt nước nó nhoáng một cái thành tia chớp có thể rạch phá hư vô đạp không mà đi trên đất đụng hoang xích lôi thiên dẫn theo tộc nhân lao nhanh chợt biến sắc mặt lôi điện trong người không thể khống chế bùng phát ra tràn ngập bốn phía phát ra thanh âm như thét gào sụp sôi như thần phục biến đổi đột ngột này làm cho xích lôi thiên ngay ra nhìn chằm chằm hướng tử hải vẻ mặt không thể tin ta cảm nhận được lôi man thần tượng chính lúc này tu minh vung tay áo lời lôi man kết thúc thì thiên địa chớp mắt trong gió xuất hiện vô tận thi chớp thi chớp đem bầu trời biến thành lôi trì tiếng nổ điếc tai từ xa đến gần đó là pho tượng to lớn tỏa ra thi chớp vô tận pho tượng đứng ở trên đầu tu minh đối diện tượng phong man như đang nhìn hắn chậm rãi nâng đôi tay vái cũng giống như tượng phong man vậy bùm một tiếng quỳ xuống hướng tu minh. Trong trời đất vốn không có hỏa manh, hỏa manh là đời thứ ba hóa thân bị thế nhân gọi ra. Thổi nhỏ ta truyền thừa hỏa manh thuộc, manh này theo đời thứ ba mà mất đi. Bây giờ ở trong tay tu minh ta, hỏa manh hiện thế. Tu minh nhắm mắt lại, khi mở ra thì trong mắt ngọn lửa rực cháy. Lập tức ở trên bầu trời, một hướng khác lôi manh và phong manh bỗng xuất hiện ngọn lửa, hòa phong đã chết nhưng ý của gã còn tồn tại trong đất trời lấy ý của gã làm hùng lấy lửa man tộc làm thân lấy khí dựng man tộc làm ý hỏa manh hiến tu minh nâng tay phải chỉ hướng không trung bỗng xuất hiện ngọn lửa dưới cái chỉ này lập tức ngọn lửa bùng cháy nguyên đất man tộc trong chớp mắt này có lửa vô hình thiêu cháy như là mặt đất đang kêu gọi tu minh chỉ vào cái đoàn lửa kia xuất hiện một cái bóng dương cánh bộ dạng trông như nguyệt vực nhưng giống Hòa Phong nhiều hơn. Tuy nhiên Hòa Phong đã chết rồi, bây giờ xuất hiện là sau khi gã chết, ý niệm bị thế giới này ghi nhớ. Giờ biến ra dung nhập vào khí vận manh tộc, ở trong lửa cháy ngưng tụ ra thân hình. Đó cũng là một pho tượng, nhưng pho tượng đốt cháy bộ dạng chính là Hòa Phong. Nó mở mắt ra đối diện ánh mắt của Tu Minh, pho tượng hỏa man chậm rãi nâng đôi tay lên vái hướng Tu Minh, bỗng nhiên quỳ xuống. Hỏa man, phong man, lôi man, ba pho tượng to lớn thành hình tam giác, tất cả cùng quỳ xuống hướng tu minh ở chính giữa, giống như hắn là vua của chúng, là hoàng của chúng, là man thần mà chúng thừa nhận. Giờ phút này tu minh đứng ở giữa không trung, ở trong vòng ba pho tượng man tộc, hắn nhìn bầu trời, xung quanh vô số cầu vòng lấp lánh như đang bái vua man tộc. Bầu trời vãn vẹo biến thành phong nền, phụ trợ cho tình hình này, khiến cho thế giới lấy tu minh làm trung tâm. Khí thế của tu Minh theo ba pho tượng man tộc bái mà bùng phát ra, sống vô hình gào thét quanh người hắn, khiến tóc hắn không gió tự bay, quần áo phừng phực, hơi thở tu vi ở trong khoảnh khắc này bùng nổ. Tu vi không ngừng tăng lên, từ trung kỳ man hùng vọt lên cao, chớp mắt đã đến đỉnh trung kỳ man hùng, cách hậu kỳ man hùng chỉ kém có nửa bước. Chỉ đạp một bước là sẽ vượt qua, nhưng nửa bước này không dễ dàng. Khí thế và tu vi tu minh tăng lên chỉ giữ ở đỉnh trung kỳ man hùng, vẫn không thể bước ra chân chính thành cường giả hậu kỳ manh hùng dường như có một cái tầng vách ngăn không thể phá tan phong ứng ký ức trong đầu tu minh bị tu vi bùng phát xuất hiện buông lỏng phạm vi lớn mang đến đau đớn liên tục kéo dài tùy theo phong ứng càng thả lỏng thì nó càng vô cùng mãnh liệt nhưng cứ có lực lượng từ không gian ập đến làm phong ứng trong đầu tu minh không thể hoàn toàn vỡ ra được dường như tuyệt đối không để cho phong ứng của hắn bị phá nó tăng lực định để phong ứng trong đầu tu minh vững vàng hơn chính lực lượng này ngăn cách Tu Minh bước vào hậu kỵ manh hùng, làm cho hắn không thể hoàn toàn bùng phát tiến vào manh hùng. Đôi mắt Tu Minh lóe tia sáng lạnh, nâng lên tay phải vung hướng bầu trời. Trời đất chấn động. Ba pho tượng hỏa manh, phong manh, lôi man cùng ngẩng đầu đứng dậy, ngóáng lên dung hợp ở trên đỉnh đầu Tu Minh. Mượn dung hợp, mượn lực lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng ùa đến. Tu Minh phát động trùng kích hướng hậu kỵ manh hùng, trùng kích ở trong cơ thể của hắn thành tiếng nổ ngập trời chấn động tinh thần Tu minh nhưng mà vẫn kém một chút không thể đột phá phong vũ lôi điện bốn trong tám phù văn của tàng long tông trong đó lôi điện dung vào lôi man của ta phong dung vào phong man của ta chỉ có mình vũ lấy ý của Tu minh ta ngưng tụ trong thiên địa nước mưa dạng năm khung trời hóa thành vũ phụ dung vào man tưởng của ta mắt Tu minh chợt lóe đôi tay nâng lên ứng pháp quyết tản ra ngoài phút chốc sấm đánh ầm ầm xét tràn ngập bỗng mưa như trút nước đổ xuống mặt đất. Mưa rơi không chỉ chỗ này mà là nguyên đông hoang, tử hải, đức man tộc, chớp mắt tất cả đều đổ mưa. Nước mưa ngập trời liên miên bất tận, trước mặt tô minh từ vô số giọt mưa ngưng tụ ra một cái vũ phù văn khổng lồ. Phù văn tỏa ánh sáng rực rỡ, lao hướng ba man dung hợp, chớp mắt hòa vào trong. Theo vũ phù dung hợp, người tu minh bùng phát ra lực lượng tu vi cường đại, nhưng hắn không lập tức lại trùng kích man hùng mà là mắt sáng rực nhìn chầm chầm bầu trời dường như ánh mắt hắn có thể xuyên thấu hư vô, xuyên qua đức âm tử nhìn ra bên ngoài, thấy nguồn gốc định trấn áp phong ứng của hắn. Thuật nguyên rủa của ta hiểu từ chiếc nhẫn của cơ phu nhân, cảm ngộ từ đôi mắt chút cửu âm, nắm giữ bất tử bất diệt giới luân hồi không thể xóa đi hồn ta. Đại thành, đến từ A3 của nhà tên Hệ Nhi, thảo kích búp bê trong tay. Hôm nay ta lấy thuật nguyên rũa dung nhập vào anh tưởng của ta, để cho kẻ định gia cố phong ứng ký ức của ta cảm nhận nguyên rủa đến từ tô minh ta khoảnh khắc mắt tu mình lóe tia sáng âm u tay trái nâng lên phút chốc lũ khối đen tỏa ra từ năm ngón tay ở trước mặt hóa thành búp bê lượng lời sương khối búp bê lão ảnh trông như bị cỏ kết thành thấy không rõ hình dạng nhưng hơi thở cực kỳ quái dị khó tán búp bê sương khối như là có linh ngửa đầu gầm lao đến lên trên đầu tu minh dung hợp cùng với ba man văn kia chớp mắt chồng vào nhau tu minh trong chớp mắt này khí thế và tu vi đạt đến đỉnh đó là năm loại lực lượng man hỏa, lôi man, phong man, vũ phù, nguyên rủa dung hợp cùng nhau, chồng chất thành một. Những cầu vồng ở trên bầu trời bỗng có hơn phân nửa tan vỡ, thành vô số đốm sáng lao hướng tụ minh. Dung nhập vào ba man là hỏa man, lôi man, phong man, còn có nguyên rủa và vũ phù văn. Một tiếng nổ điếc tai biến thành ù ù, thay thế tất cả thanh âm nơi này là mấy vạn tiên tộc đầu óc ù vang, khoảnh khắc bị chấn động trống rỗng. Ba man quy nhất Nguyên rủa và vũ phụ thì dung hợp lại, cùng ba man hoàn toàn chồng vào nhau. Tuy hai mà một, thân hình to lớn xuất hiện trong thiên địa. Chỉ là thân thể, nhưng khi nó xuất hiện thì tỏa ra uy nhiếp đủ rung động thiên địa. Tô Minh vùng tay áo, lập tức thân hình kia vỡ vụng lao hướng Tu Minh, chớp mắt dung nhập vào người của Tu Minh. Hắn ngửa đầu phát ra tiếng hú chấn động thế giới, tiếng hú vọng chín tầng trời, tu vi của Tu Minh chợt bùng phát, từ trung kỳ anh hùng điên cuồng tăng lên, chớp mắt phá tan, bước vào cảnh giới tu vi mà U Sơn trong ký ức của hắn chỉ nằm mơ mới xuất hiện. Hậu kỳ manh hùng. Cường giả man tộc hậu kỳ manh hùng dù nhiều hơn đại viên mãn toàn man tộc một chút, nhưng dù ở khu vực nào đều có thể nói là cường giả một phương. Dù là manh hùng đại viên mãn cũng sẽ chủ động chào hỏi, có thể đạt đến cảnh giới này thì không phải là kẻ yếu, trừ khi gặp người giống như Tô Minh trước đây, không thể dùng lẽ thường tính toán. Cả người tế cốt trước giờ chưa từng có trong man tộc, vì phúc tu vi tu minh đạt đến hậu kỳ manh hùng thì cái phong ấn trong đầu đang trấn áp, lực lượng cách không giáng xuống bị tu vi của hắn bùng phát dẫn động xé đách phạm vi lớn, sinh ra một loại đối kháng trực tiếp. Dưới cái sự đối kháng này, đầu tu minh nổ tung, hắn lập tức cảm nhận lực trấn áp của đối phương vào khoảnh khắc này càng khổng lồ. Mặc dù khổng lồ nhưng không tinh thuần như trước, giống như lực lượng càng trút xuống nhiều thì càng tan rã. Thậm chí khi tu minh bước vào hậu kỳ manh hùng, tu vi quan sát nhìn thấy một cái dấu vết dấu vết này rất mạch lạc là một lực lượng vô hình của đối phương giáng xuống mạch lạc như khắc vào linh hồn hắn hình thành đồ án mơ hồ đồ án do sáu điểm liên tiếp hình thành không ấn tồn tại trong đồ án sáu điểm liên tiếp đây là lần đầu tiên tôi minh thấy mạch lạc sáu điểm tổ thành nằm ở trong đầu mình hắn hừ lạnh không để ý lực trấn áp giáng xuống mà đi ngược lại thưởng thức dung nhập vào cái đồ án sau điểm liên tiếp dọc theo con đường mà đối phương đến để xem thử người cách không gian trấn áp hắn là ai khoảnh khắc thưởng thức tô minh và sáu điểm va chạm thì não ẩm một tiếng ý thức mơ hồ mơ hồ thấy vô số sương khối âm tử cuốn động dường như hắn đang đi trên một cái sợi tơ chạy hướng hư vô không biết đi bao lâu khi xung quanh hắn rõ ràng lại nhìn thấy trời sao lấp lánh bên dưới vòng xoáy đại biểu đất âm tử ngoài cái vòng xoáy chính tinh cầu to lớn lượn lờ hắn thấy rõ một sợi tơ từ trời sau này lan tràn xâm nhập vào cái vòng xoáy ý thức của hắn theo sợi tơ đi ra ý thức tu minh dọc theo sợi tơ đi nhanh. Nói là ý thức không bằng, bảo là cái lũ ý niệm, muốn chính mắt nhìn, suy đoán ra ý niệm đế thiên bản run trấn áp mình. Ý niệm xoay chuyển, cảm nhận chỉ trong chớp mắt, cũng có thể là lâu vạn năm, không biết bao lâu sau ý niệm tu minh ngày càng yếu ớt. Là nguyên do ý niệm sắp tán đi, là vì lực lượng tu vi của hắn chưa đủ chống đỡ ý niệm đang khuếch tán. Mãi đến một giây, ý niệm sắp tan biến, thì tôi minh thấy ở đằng trước trên trời sau tồn tại vô số đại lục trôi nổi bên trên chúng có nhiều tế đằng chỗ này hắn từng thấy rồi từng nhìn thấy khi tư mã tính chết ý niệm tôi minh tán đi nhưng trước đó hắn thấy sợi tơ mình theo đến dọc theo vô số sâu trong đất trời sau chính là nói có lẽ đế thiên bản tôn đang ở hướng đó thi pháp khiến phong ứng của hắn không thể mở tôi minh mạnh mở mắt ra đứng ở trên bầu trời xung quanh vô số ánh mắt nhìn Hành trình ý niệm xem thì xa xôi nhưng hiện thực chỉ là chớp mắt. Bây giờ tu vi toàn thương tu minh bùng phát, bước vào hậu kỳ manh hùng, trời đất ầm vang, toàn bầu trời vô tận vặn vẹo lập tức xé rách phạm vi lớn. Một thân hình to lớn giáng xuống. Thân hình không có tứ chi, không có đầu, chỉ có một thân hình thôi. Nhưng khi nó giáng xuống thì vị trí đôi tay cục, lúc trước đôi tay manh tượng của tu minh biến ảo ra, dung hợp lại, lộ ra trước mặt thế nhân rõ ràng, là một manh tượng khổng lồ không có đầu không có đôi chân hơi thở hoàng giả từ manh tượng ồ ạt khuếch tán ra hậu kỳ man hùng tô minh tiến lên một bước đứng trước mặt manh tượng ánh mắt rời khỏi bầu trời nhìn phía xa đại sư huynh đại sư huynh vẻ mặt chết lặng giờ cũng nhìn tô minh cách vài trăm mét im lặng trong ngắn ngủi theo tu vi quanh người tu minh tăng lên uy nhiếp tán đi miệng đại sư huynh phát ra tiếng gầm như giả thú đóng một trận chiến này không thể tránh được, một trận chiến này không thể không chiến, một trận chiến này có tên là Tuẫn. Hết tập 116 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latsy Dew nha. Bye bye tất cả mọi người nha